Lý Cần Trục xây dựng xoay tuyết mù trước gió bão. Sở dĩ giọng ca gạt đê nước mắt và Đông Nhi trong 3 năm qua đã dướng tin đồn bất hòa. Theo quan sát của phóng viên, thanh ngang của Cần Trục dài khoảng 30 mét quay liên tục theo từng đợt gió mạnh dù bão số 6 vẫn chưa đổ bộ. Bên dưới, các phương tiện giao thông qua khu vực đường Lê Đức Thọ, Lưu Hữu Phước, Đặng Văn Ngữ phường Hải Cảng tỏ ra vô cùng sợ hãi khi chứng kiến sự việc. Cần Trục xây dựng quay vòng vòng trong gió bão. Anh Nguyễn Hải Hiếu, người dân Quy Nhơn, cho biết anh và nhiều người tham gia giao thông vô cùng sợ hãi khi chứng kiến thang ngang Cần Trục xây dựng quay vòng vòng trên trời. Theo anh Hiếu, bão chưa đổ bộ nhưng Cần Trục này đã quay với tốc độ cao thì khi bão vào sẽ rất nguy hiểm. Tôi rất sợ nên không dám đi qua đường bên dưới mà phải đi vòng lại. Họ quá coi thường tính mạng và sự an toàn của người khác, anh Hiếu bức xúc. Về sự việc này, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho biết, thời điểm này không thể hạ Cần Trục. Nói chung về tất cả các cẩu thác thì phải thả quay tự do chứ không neo được. Mình không biết hướng gió thế nào nên neo lại sẽ nguy hiểm hơn. Trong kỹ thuật cho phép những trường hợp như thế được thả tự do, ông Bảo cho biết. Chủ đầu tư đã không hạ Cần Trục. Theo ông Bảo, dự án trên có chiều cao 32 tầng và đang tiến hành xây dựng. Trước khi bão số 6 đổ bộ, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi đến tất cả các công trình yêu cầu hạ tải. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần Phú Tài lại không chấp thuận thực hiện. Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn, cũng xác nhận sự việc và cho biết trước đó đã cử cán bộ phường Hải Cảng xuống làm việc với chủ đầu tư. Họ không đồng ý hạ cẩu mà bảo theo kỹ thuật thì để thác quay tự do theo gió, nếu cưỡng bức cố định lại sẽ vô cùng nguy hiểm, ông Nam nói. Ông Nam cũng cho hay sẽ lập tức yêu cầu chủ đầu tư hạ cẩu vì Cần Trục này chạy ngang qua đường phố. Trước đó, ngày 9 tháng 11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khi đi kiểm tra tình hình ứng phó bão số 6 tại tỉnh Bình Định và yêu cầu chính quyền địa phương phải dàn chống nhà cửa và những công trình xây dựng, bảo vệ những cơ sở sản xuất, dịch vụ của doanh nghiệp cũng như của người dân được an toàn. Lý Cần Trục xây dựng xoay tuyết mù trước gió bão.